Nam diễn viên Hàn và bạn gái thoát nạn, bàng hoàng kể lại thảm kịch dẫm đạp Itaewon. Sau khi may mắn thoát nạn tại thảm kịch Itaewon, nam diễn viên Hong Eun Bin đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân của mình. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, tối ngày 30 tháng 10, nam diễn viên Eun Hong Bin đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi may mắn thoát nạn tại thảm kịch Itaewon. Theo lời kể, nam diễn viên họ Eun dẫn bạn gái đi chơi vào đêm ngày 29 tháng 10, thời điểm đó, đường phố rất đông đúc và đã xảy ra tình trạng xô ngã lẫn nhau. Trong bài đăng, anh viết, một số người hét lên không được xô đẩy, trong khi những người khác hét lên và tiếp tục đẩy về phía trước. Cảnh sát chỉ có mặt trên đường chính và dòng người đông đúc, không có bất kỳ trật tự nào ở phía sau. Tại thời điểm bắt đầu diễn ra thảm kịch, đã có một số người hét lên đừng đẩy nữa, song tình hình không được khả quan. Sau khoảng một tiếng anh và bạn gái mới may mắn thoát ra được bên ngoài. Lúc đó, rất nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi đám đông và hồi sức tim phổi, hô hấp nhân tạo ngay trên vỉa hè. Tôi ra ngoài hút thuốc thì thấy mọi người vội vàng được đưa lên xe cấp cứu. Nhiều người được các nhân viên thực hiện hô hấp nhân tạo ngay trên đường phố vì họ không thể đưa tất cả mọi người lên xe cứu thương. Anh tiếp tục, không có đủ cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường nên chúng tôi đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân. Tôi hồi sức tim phổi cho một người suốt hơn 20 phút, bạn gái tôi cũng hô hấp và xoa bóp cho nạn nhân khác. Chúng tôi bật khóc và cầu nguyện tha thiết, chỉ mong họ sẽ tỉnh lại, Eun Hong Bin chia sẻ. Eun Hong Bin sinh năm 1994, bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2011. Anh xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh đình đám như The Jin Bi Rock, A Memo of In Jin Hwa, Hurt to Hurt, My Love, My Family, King Dream. Hiện tại, sau 2 ngày kể từ đêm xảy ra thảm kịch kinh hoàng tại Itaewon, các quan chức thành phố Seoul cho biết số người thiệt mạng có thể tăng vì hiện còn 37 người bị thương nặng. Số người nước ngoài thiệt mạng là 26 công dân của 14 quốc gia, gồm Iran, 5 người, Trung Quốc và Nga, 4 người, Mỹ và Nhật Bản, 2 người, Pháp, Australia, Na Uy, Áo, Thái Lan, Kazakhstan, Uzbekistan và Sri Lanka, mỗi nước có 1 người thiệt mạng.